Chào mấy anh em ha. Thì hôm nay thì chung cũng rảnh rỗi rồi quay cho chim ăn, chăm sóc chim thì hắn quay tập chim Malai nha anh em, tập chim Malai con rồi nha. Cầm này thì cầm này khoảng 3 tháng nha anh em. Cầm này 3 tháng dòng. Dòng này dòng thúc cuồng nha anh em. Bố mẹ rất là chơi rất là hay luôn nha. Thì lâu rồi không gài logo quá, công việc mình cũng ít quay chim bán anh em. Thành ra có nhiều anh em hỏi thì mình cũng có bán ấy không à, mình bán trực tiếp mấy những người quen nhờ cũng nhiều ha. Thì cách thức giao dịch chim Malai thì chắc anh em cũng nào đó mua mình thì mua chim thì ở đâu cũng vậy ha anh em. Thì chim thì chuyển khoản, ấy chim tiền thì mình chuyển khoản trước, thì chim mình cho mình gửi xe sau nghe anh em đó. Đó thì cặp chim này giống thổ đồng nghe anh em, rất tốt tiếng nha. Bố mẹ nó thổ đồng rất là tốt tiếng. Mình sẽ quay cặp bố mẹ cho nó cho anh em xem nha. Nè, con bố với nè. Con mẹ đang ấp anh em. Đang ấp. Đang ấp. Mẹ đang ấp anh em. Đó. Đó. Nói chung cặp chim này rất là bự con, thấy vậy chứ bự con lắm nha, ngoài nó bự con lắm. Anh em có nhu cầu thì cứ alo nha. Cặp chim này thì bán giá 4 triệu cặp nha anh em. Anh em nào có cầu thì alo nha. Nó đang ngắp anh em. Rồi, cảm ơn anh em thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ chạy chim ba anh bảy thép nha. Mấy cặp chim này cũng để anh em. Cặp này thì chim bên mình là nhập trực tiếp từ Malai nha anh em. Bố mẹ nhập trực tiếp từ Malai nha. Từ chim mình hầu như là chim tiễn thôi chứ không có tiễn nhập từ con nha nè, chứ không phải nhập bào ạt đâu. Hồi rồi đó là mình nhập chơi á, mình nhập từ con gì mà chơi mình đánh á, sao ok thì mình mới ép hay nè. Rồi cảm ơn anh em ha, anh em có nhu cầu thì cứ alo nha.